Văn phòng là bộ mặt công ty mà để cái sàn cũ, chầy, nứt như vậy là dở rồi. Hôm nay để cốt mốt hô biến cái văn phòng cũ này trở nên sáng sủa và đẹp long lanh hơn nha. Màu sàn cũ nhìn u ám, khó phối đồ nội thất quá nên thay qua màu vàng sồi cho nó tươi sáng nè, rồi giờ bắt tay vào thi công thôi. Vệ sinh mặt sàn nè, đo nè, cắt nè. Lát em sàn này trong không gian văn phòng là đúng bài rồi, bởi vì em nó có độ chống chảy sức rất cao, thoải mái cho các bác đẩy bàn, kéo ghế cũng không lo sức mặt sàn đâu. Em sàn thi công trong công trình hôm nay là Egger Aqua các bác ơi, em này có thiết kế vân sần, tránh bám bẩn, cùng với khả năng khóa nước bề mặt 72 giờ, nên các anh chị em làm văn phòng có ăn mì gói, uống trà sữa, uống cà phê mà lỡ làm đổ ra sàn cũng không lo gì hết luôn. Lát xong hết rồi đó, các bác có thấy bề mặt sàn nổi vân gỗ đẹp không ạ? Hãy để lại nhận xét cho bên em ở phần comment nhé, em sẽ trả lời các bác vào một ngày đẹp trời. Cảm ơn đã theo dõi, hẹn các bác ở video sau.